Hello các bạn, Amy xin đến chào các bạn trở lại kênh của Amy Quỳnh hôm nay nha. Rồi bây giờ Amy sẽ vẽ 10 ngón cho cô khách này nha các bạn. Bây giờ Amy vẽ màu trắng nè. Amy dùng cọ vẽ lai vẽ màu trắng luôn nha. Cô khách đã sơn màu hồng, Amy đã hơi xong rồi. Những cái mẫu vẽ này bây giờ rất là đơn giản luôn. Rồi em đi màu trắng trước nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đều nó cái đường cho nó đều nè. Rồi bây giờ mình sẽ cho hơi nha. Đi cái màu trắng. Rồi bây giờ qua bên đây. Mình cũng sẽ đi cái màu trắng trước nè. Rồi bây giờ mình sẽ hơi nha. Rồi xong màu trắng thì mình sẽ đi tới cái màu xanh nè các bạn. Cái màu blue nha, cái màu này cũng rất là đẹp luôn. Các bạn thấy những cái mẫu này bây giờ nó rất là nổi, ngày nào nói chung là ngày nào cũng vẽ đó các bạn. Vẽ tới vẽ lui nó tương tự như vậy đó. Rồi màu là do cô khách chọn luôn nha các bạn. Vô tới mùa xuân rồi. Tô lại đây nó. Bây giờ đây mình đi đồ lại cái theo cái màu của cái đường thứ nhất đó các bạn. Rồi là mình đã xong. Móng của khách này nhỏ các bạn, có lựa cái mẫu cái đường lai nó rất là mịn luôn, không có mà cái đường lai nó quá to. Rồi đây mình đi sát luôn nè các bạn, nó đi sát mấy cái đường lai bằng cái đầu cỏ luôn. Sẵn đây em cũng xin giới thiệu với các bạn, Amy có một cái kênh mới nữa các bạn. Cái kênh là cái tên là Amy Quỳnh Cuộc Sống Mỹ nha các bạn. Các bạn yêu mến Amy thì các bạn đăng ký kênh, là like, share, ủng hộ cho cái kênh mới của Amy nha các bạn. Cái kênh mới thì Amy chia sẻ về cuộc sống đời thường của Amy hàng ngày. Còn cái kênh này là mình chuyên share, Amy chuyên chia sẻ về những cái mẫu vẽ nail căn bản hàng ngày luôn đó các bạn. Những cái mẫu mà thông dụng nhất trong tiệm nail bây giờ. Các bạn thấy không, Amy chia sẻ là trên những cái tay thật không à, chứ Amy không có chọn tay model nha. Rồi bây giờ Amy sẽ dùng một cái màu gold đây các bạn. Rồi Amy sẽ dùng cái màu gold nha. Bây giờ những cái màu gold nó sẽ đi cắt ngay cái đường kia. Đó, cái màu gold nó sẽ đi cắt cái đường đường nó như vậy. Rồi, thấy cái màu gô đây các bạn thấy không, đi rất là dễ, đi xéo rồi nó cắt cái đường nọ thôi. Rồi qua đây cũng vậy. Rồi mình đã xong một bàn tay đó các bạn, với ba màu vẽ. Rồi bây giờ qua đây cũng vậy.
ha. Đó, mình đi sao cho nó cắt. Đây, mình xôi. Này đi qua rồi đó, rất là đơn giản các bạn, rất là đơn giản, rất là nhanh luôn. Để em đi, để vẽ xong 10 ngón cho cô khách này ngày hôm nay rồi. Đây, các bạn thấy móng ngắn thì mình vẽ những cái đường line nó nhỏ nó mịn đó. Rồi đây là mình đã xong cái bộ móng của khách này ngày hôm nay đó các bạn, rất là dễ nha, vẽ bằng màu keo không. Rồi bây giờ em mình sẽ cho hai cái tay bên đây, cái bước sau cùng mình bỏ nước bóng lên nha các bạn. Sau khi bỏ nước bóng lại, mì đã hoàn thành xong cái bộ móng của khách này ngày hôm nay đó các bạn. Đây, mì cũng xin chân thành cảm ơn các bạn trong những thời gian vừa qua luôn ủng hộ cho cái kênh của em mì nha. Các bạn yêu mến em mì thì các bạn ủng hộ luôn cái kênh mới của em mì nha các bạn. Kênh mới của em mì là em mì Quỳnh Cuộc Sống Mỹ nha. Các bạn nhớ đăng ký, like, share, ủng hộ em mì. Bây giờ em mì xin kết thúc cái video này tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.